Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 trên trang OLM. Hôm nay thầy và các em lại tiếp tục với những nội dung trong trường số nguyên. Sau những phép tính cộng, trừ và nhân các số nguyên, thì ngày hôm nay sẽ là phép toán cuối cùng. Phép chia hết ước và bội của số nguyên. Đó cũng sẽ là hai nội dung chính trong bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phép chia hết. Nếu như trong tập số tự nhiên có số 5 để 5 x 3 bằng 15 Thì khi đó 15 chia 3 chính bằng 5 Hay nói tổng quát cho A và B là các số tự nhiên với B khác không Nếu có số tự nhiên Q sao cho A bằng B nhân Q Thì ta sẽ có phép chia hết là A chia B bằng Q Khi đó ta nói A chia hết cho B và ký hiệu như thế này A được gọi là số bị chia B là số chia còn Q là thương và tương tự như vậy trong tập hợp số nguyên chúng ta sẽ thay tập hợp n bằng tập hợp z số tự nhiên q chúng ta thay bằng số nguyên q khi đó kem sẽ có phép chia hết trong tập hợp số nguyên cho ab thuộc vào tập z với b khác không nếu có số nguyên q sao cho a bằng b nhân q thì ta có phép chia hết là a chia b bằng q ký hiệu a chia cho b và cũng có số bị chia, số chia, thương lần lượt là A, B và Q. Thầy lấy ví dụ 18 thì bằng âm 6 nhân âm 3. Vậy thì 18 chia cho âm 6 sẽ chính bằng âm 3. Tương tự như vậy, âm 18 mà chia cho âm 9. Chính xác do âm 18 thì bằng 2 nhân với âm 9 cho nên phép chia này sẽ có kết quả bằng 2 và qua ví dụ 1 chúng ta cũng có thể thấy được mối liên hệ giữa phép nhân số nguyên với phép chia hết. Chú ý vào ví dụ thứ hai này. Thầy xét các phép tính 2 x 9 bằng 18, 2 x âm 9 bằng âm 18, âm 2 x âm 9, 9 bằng 18 và âm 2 x 9 bằng âm 18. Tương ứng với các phép nhân, thầy có các phép chia hết là 18 chia 2 bằng 9, tương tự với 3 dòng còn lại. Thì các em chú ý vào các phép chia hết này và cho thầy biết nếu chỉ xét phần số tự nhiên. Thì các em sẽ thấy ngay nếu chúng ta chỉ xét phần số tự nhiên thì tất cả bốn phép tính này, phần số tự nhiên của các thương này đều bằng 9 hay chính là 18 chia 2. Vậy còn phần dấu, ví dụ dòng đầu tiên là dấu cộng, dòng thứ hai phần dấu là trừ thì chúng ta sẽ xét phần dấu này như thế nào? chú ý vào phép nhân đầu tiên. 2 có phần dấu là cộng thì thầy sẽ thay thế bằng một số cộng. 9 cũng có phần dấu là cộng. 18 cũng có phần dấu là cộng. Hay như chúng ta đã học ở phép nhân, hai số nguyên dương có tích sẽ là một số nguyên dương. Thì thay thế sang bên này, 18, 2 và 9 đều có phần dấu là cộng thì ta sẽ có dấu của phép chia đầu tiên số nguyên dương chia cho số nguyên dương thì có thương là một số nguyên dương. Tương tự như vậy, kem sẽ thay thế các số ở bên dưới bằng các dấu cộng trừ tương ứng với phần dấu của chúng nhé. Âm 18 và âm 2, âm 9 chúng ta sẽ thay bằng các dấu trừ, còn lại 18, 2 và 9 là các dấu cộng. Thì thầy sẽ có kết quả như trong bảng này. Thay vì thông qua phép nhân, chúng ta có thể tìm trực tiếp phép chia bằng cách xác định thương của hai bước. Bước đầu tiên là tìm phần số tự nhiên của chúng. Sẽ chính là phần số tự nhiên của số bị chia chia cho phần số tự nhiên của số chia. Ta được phần số tự nhiên của thương. Còn phần dấu của thương thì các em sẽ dựa vào bảng này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhớ nhanh hơn bảng này thì các em chú ý nhận xét cho thầy khi nào thì thương sẽ lớn hơn không, tức là thương là một số nguyên dương, còn khi nào thương là một số nguyên âm. Chính xác, chú ý vào số chia và số bị chia. Thương lớn hơn không chính là dòng 1 và dòng 4. Khi đó, số bị chia và số chia hoặc cùng là số nguyên dương hoặc cùng là số nguyên âm hay nói tổng quát, chúng là các số nguyên cùng dấu. Trường hợp còn lại, thì số bị chia và số chia khác giống nhau, trừ cộng và cộng trừ. Và vận dụng nội dung đó, chúng ta sẽ đi vào tính trực tiếp phép chia hết qua hỏi chấm 1. 126 chia âm 3, thầy sẽ gọi kết quả là x. Các em sẽ tìm x qua hai bước sau cho thầy nhé. Trước tiên, các em sẽ tính cho thầy 126 chia 3 sẽ có kết quả bằng bao nhiêu nhé. 126 chia 3 thì chính bằng 42 và bước thứ hai dựa vào bảng nhận xét dấu của thương chính là bảng bên tay phải kem sẽ tìm cho thầy phần dấu của số nguyên x thì để tìm phần dấu của số nguyên x chúng ta sẽ xem phần dấu của số bị chia và số chia sẽ như thế nào 126 có phần dấu là cộng còn âm 3 có phần dấu là trừ cho nên thương sẽ phải là một số nguyên âm nên phần dấu của x là trừ ở bước a chính là các em tìm phần số tự nhiên của x. 126 là phần số tự nhiên của số bị chia. 3 là phần số tự nhiên của số chia. Kết quả phép chia này chính là phần số tự nhiên của thương. Và dựa vào bảng này, các em cũng tìm được phần dấu của thương là trừ. Từ hai điều này, chúng ta sẽ có kết quả là âm 42. Chú ý cho thầy hai bước. Bước đầu tiên là thực hiện phép chia với phần số tự nhiên và bước thứ hai là tìm phần dấu của thương. Và từ đó tìm cho thầy thương của phép chia âm 504 chia 9. Bước đầu tiên sẽ là tính. Chính xác 504 chia 9 và kết quả sẽ là 56. Và tiếp theo ta sẽ tìm phần dấu của 56 này. Phần dấu sẽ là trừ và kết quả của chúng ta là âm 56 và sau khi đã quen các bước làm này thì ở các phép tính các em chỉ cần tìm cho thầy kết quả cuối cùng. Ví dụ như hỏi chấm 2 yêu cầu các em thực hiện các phép chia âm 54 chia cho âm 6 và 100 chia cho âm 5. Ví dụ với âm 54 chia cho âm 6 thì ta sẽ lấy 54 chia 6 được 9. Số bị chia và số chia lại là hai số nguyên cùng dấu cho nên dấu của thương sẽ phải là dấu cộng do đó kết quả chúng ta sẽ bằng 9. Tương tự như vậy, ý còn lại của hỏi chấm 2. 100 chia 5 thì được 20. Còn phân dấu của thương thì 100 mang dấu cộng, âm 5 mang dấu trừ, do đó thương sẽ phải mang dấu trừ, nên kết quả sẽ phải là âm 20. Và đó chính là cách để kèm các thực hiện các phép chia hết. Chú ý cho thầy, thực hiện phép chia với phần số tự nhiên sau đó dựa vào phần dấu của số bị chia và số chia xem chúng là cùng dấu hay khác dấu để chúng ta suy ra phần dấu của thương nhé